Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Điều Thế Anh, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn idol, các dàn iRobot, các dàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dàn đô thị. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe, các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với dự án iRobot chúng ta nhận token OSTREAMIGT. Chúng ta giá đông nay thì bạn cần vào link từ dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat iRobot. Tiếp theo các bạn thành phần captcha. Các bạn nên lựa chọn vào group Telegram channel như đầu tiên. Bây giờ group Telegram các bạn chú ý có một phần captcha, các bạn sẽ hoàn thành phần kết quả phép tính ở trong phần captcha nó hiển thị. Ta join tiếp kênh channel. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt mở cái Discord, mở YouTube và cái mạng số còn lại có kênh nào ta mở kính hết ra bằng đầy kênh cho mình. Chúng ta do vào kênh Telegram của iRobotech. Bây giờ các bạn sẽ trở lại vào nút submit DT. Điền email. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các nhiệm vụ. Chúng ta follow các kênh mạng xã hội này. Join này. Có một kênh Twitter của dự án mình chưa mở. Ta follow Twitter này. Like chọn Clotis này, test vào 5 username, test vào phần comment này, rồi bây giờ mình mở phần profile đây, copy phần profiling về đây, Discord username. Bây giờ mình sẽ đến với nhiệm vụ Discord nha. Chúng ta mở Discord ra. Trên Facebook thì chúng ta cũng sẽ follow ở trên Facebook này. Chúng ta chờ đợi nhiệm vụ Discord nó mở ra. Ta chọn Company, Tick, Submit. Chọn Marker này. Chọn phần Vary, các bạn ấn vào cái dấu tick ở đây này. Rồi copy phần username của Discord page đây này. Kênh YouTube chúng ta ấn vào phần avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh page đây. Facebook. Chúng ta về từng nhà, copy phần profiling của Facebook và page đây. Đấy. Bây giờ mình mới đến làm cái nhiệm vụ tiếp theo này. Bây giờ chúng ta mở cái video của cái dự án này, chúng ta lúc chia sẻ, lúc Twitter, lúc tweet. Mở về phần profile, chọn tweet Destiny. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link này. Chưa. Đấy. Page đây. Tiếp theo, lưu tiết link. Chúng ta sẽ copy name của iRobot này. Like, chọn Clotis, thêm video vào phần comment này. Lưu tiết này. Ấn phần view để dẫn phần link nhé. Dẫn phần link của cái bài chia sẻ với chương trình iRobot. Thì cái này. Từ chúng ta chọn yes này. Phần địa chỉ ví V20, các bạn dùng ví ETH ở trên chất Connect hoặc Metamask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH xong quay trở lại các kết vào. Các bạn join một trong hai group ở đây và ta vào comment giá group là xong. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình iRobot của dự án OSTREAMIGT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.